Chào quý ông bà cô chú các bạn đã đến với kênh Thùng Nữ Cà Mau. Bữa nay thì là ngày 27 Tết rồi ông bà cô chú các bạn. Thì Linh đi qua vườn bưởi để cắt bưởi về để giao ông bà cô chú. Ngày mai 28 là Linh sẽ giao ông bà cô chú các bạn. Đây bắt đầu cắt được những trái đầu tiên rồi nè. Này cắt xong mà Linh giao luôn để cho mình kinh Tết cho nó đẹp. Chứ không có cắt trước. Đây, hai trái đầu tiên. Này có mấy cô mấy chị đi cắt phụ. Em bé nữa nè, có em bé đi cắt bưởi nữa nè. Gắt không? Đứng trong cái vỏ luôn á hả? Em bé ơi, con đi cắt bưởi nữa đó hả? Con đi cắt bưởi với bà ngoại đó hả? Mặc cái ghép á. Nay là những ngày cuối năm rồi. Cách chiến này là chiến cuối của năm nay á ông bự cho các bạn. Nhưng mà nó chắc, cầm nó cũng nặng. Trái này xấu quá. Dục ra. Trái này nhẹ quá, dục ra. Hai trái này thì được, nặng rồi. Sao nó dính hai trái không ha? Đây. Rồi trái này bị gãy rồi. Trái này cũng nhẹ. Nên lựa bưởi chắc tay cho ông bà cô chú các bạn á. Để mình chân được lâu. Chứ mình ăn được luôn. Đó thấy không? Cái nào non chị bỏ lại luôn. Sợ chưa đủ tuổi chứ. Ủa em bé chạy đâu rồi, em bé đi hả? Bữa nay là vườn cũng gần hết rồi ông bà cô chú các bạn. Mấy cái này là mấy tháng sau nữa mới ăn được. Tại bữa này nó cũng lâu ăn, 8 tháng rồi. Em bé cũng đi cắt bưởi bán nè. Mới có 8 tháng hay 10 tháng gì đó. Nó nhìn cứng cáp ghê á. Chậm vía. Chọc thế nó cười không anh? Kêu nó cười. Mặc áo khoác được không con? Ra giường được không? Hầm không? Cô cũng đi hái một sọt đây kìa. Ông kêu hái mấy trái gửi về ngoại mà. Thế nó dính lại. Cái cặp trên đầu em đây. Đang kèo nè. Thôi xịt được sao? Thì cầm xuống sao mình nói được. Giờ cô chẻ trái bưởi này ra. Trái bưởi này tại vì nó chín quá cái bẻ xuống cái nó bị nứt rồi. Trái cũng bự ghê. Trái này có 2 ký. Dạ. Ôi, gió cũng mỏng ha. Nè nè, xíu mẹ, mở tay quá. Mấy trái bự vậy tưởng đâu là nó dày nhưng mà vỏ cũng mỏng. Thường mấy trái bự vỏ nó sẽ dày hơn mấy trái nhỏ. Dạ. Tuy là trái nhà tiên. Thì cây vỏ cũng dày. Mà cứ bỏ gì lại bộ về. Bưởi lâu năm thì thường là vỏ nó mỏng hơn bưởi non lắm. Bưởi lâu năm rồi. Dạ. Vậy mình tải thôi. Để cho một chỗ con heo con nó đùi này. Đúng quá. Thì làm cái mũ á. Sao ra cái mũ tính năm. Ra cái mũ á. Bị gãy em càng rồi. Cái chỗ đó để trên mặt.
Chứ bưởi bự mà tròn ghê. Ăn đi đó. Đi luôn nha. Đi luôn nha. Ừ. Ừ, nó ừ với mẹ đó kìa. Thích hả? Bự ghê. Quá chín luôn ha. Không có bóc cỏ. Chín quá là đỏ. Trái của bà để bà chân nó chơi hồi gãy á. Gãy cái cuộn ăn đòn nó con. Ở xuống đi. Rồi bà cho cái nón đội lên kìa. Đội lên. Măng mê chứ bưởi. Rồi bà lấy nón bà đội lên cho kìa. Cá bưởi luôn. Đây. Đó bà cho con cái nón kìa. Chắc cái nó mẹ đội luôn rồi chứ cái đầu của con hơi nhỏ. Thấy không? Đẹp không? Đâu con đội lên thứ dừa không? Nứt ra luôn con ha. Ồ nó đỏ tươi. Ủa, luôn đỏ ngon ghê cái bưởi. Đó, là chim đi. Ồ cái bưởi ngon ghê. Chùm lại. Đội lên đi con. Đội lên cho tao mới biết mình đi bán bưởi. Nè đội lên đi cô cho miếng bưởi cho nó miếng bưởi cầm. Đội lên con, đội lên. Đội lên cô cho miếng bưởi nè. Đội lên. Đội lên bà ăn bưởi bà với bà con. Bán bưởi phải đội quảng cáo để biết ông ngoại có vườn bưởi. Con kêu ông bà cô chú các bạn mua bưởi ủng hộ ông ngoại con nha. Con cầm miếng bưởi đi. Con cầm miếng bưởi con ăn đi. Còn không có, đi hết vòng vòng coi còn không. Đi dạo vòng coi còn không. Bòn cái này nó lên luôn gom. Đột chết luôn. Ra là thay luôn đó bà con. Đó dư vậy. Ăn đi chị. Đây. Ăn cho biết con vườn bưởi nhà mình không thuốc. Em bé ăn luôn. Tí nữa bà cái như bà gì mắc đó thì khóc. Trời anh cậu. Đi đâu mà bác? Cái hàng cậu đi. Đâu hả? Đi kiếm bưởi thêm. Lấy cho con cái bình nước với lại cái khăn ướt nha. Cho con lau tay lắm. Cho con lau tay lắm à. Trái này chín quá. Này mới ngon. Bây giờ á, Linh với Bảo với Nan với mẹ đã về tới Bình Dương rồi ông bà cô chú các bạn. Hồi nãy giờ thì xuống một mớ đồ rồi. Bây giờ ha, Linh sẽ xuống bưởi để đi giao cho ông bà cô chú các bạn luôn. Nhiều quá trời không có chỗ vợ cỡ luôn á. Đã xuống bớt một mớ rồi đó. Bưởi với bánh tét. Nặng lắm anh ơi, ba người đi. Bảo là cao bự hơn anh An nữa. Xuống vô giữa nè. Bảo là ở tay giống như ba này. Bỏ dưới đít đó con. Thôi. Bữa nay là lên về cũng được mấy trăm ký bưởi không bà cô chú. Có bọc chưa? Đi mua bọc. Có, nhà mình còn nhiều lắm. Hay là bưởi cành để chân à. Trong đây cũng là bưởi cành để chân á. Còn cái nào mà Linh cắt cũng cành thì Linh bán bưởi ăn. Trái gụng em dục ra ghi ra ngoài, em để ra ngoài.
ơi, cái thùng đó nó nhiều quá, nó bị bung rồi. Ém tùng. Tại cái thùng nó bị mọt ăn á. Rồi con đi đi, đâu có đủ, đủ. Ở trong nhà mình còn cái gỗ nào không đem ra để anh Bảy gãy hết. Sọt thì không hết rồi. Với nhà kho còn sọt bự không? Cái sọt băng cục mình để anh giường hết hả? Ừ. Cái cụ băng keo kìa anh. Lấy cụ băng keo quấn lại. Đây không? À. Rồi lấy cụ băng keo quấn lại đỡ, rồi khiêng vô đỡ đi. Cái này nó bị mối ăn. Chừng trúng xe con. Bỏ luôn đi. Đây là bánh tét. Hồi qua Linh với mẹ với mấy đứa em gói à. Giờ khô rồi nè, tối vớt ra để đi nắng giờ khô rồi đó. Dạ mà cô chú các bạn ơi, bây giờ về thì hả Linh sẽ soạn gửi đi giao. Tại bữa nay là 28 Tết rồi. Nên hả là hả cũng tranh thủ để ông bà cô chú các bạn chuẩn bị chân Tết. Đó. Đâu cái bọc mà 10 trái á, hai bọc phải không? Nó mở luôn vậy ra soạn đi. Dạ, soạn hết luôn mẹ. Này không chị. Đây là 14 kg rưỡi. Chắc 10 trái hai bọc phải không? Cái hộp màu của bố. Này thôi. Mẹ soạn cho bé Phương 6 trái đi mẹ. Với chị Nghè 2 trái. Còn con này không? Đúng rồi, rồi mẹ soạn ở nhà chân nhiêu mẹ soạn luôn giùm con luôn đi. Đúng 10 trái không? 2 4 5. Ờ đúng rồi, 10 trái. 10 trái 14 kg rưỡi. Ê, em dở cái trái này, hai trái này lên thì bỏ hai trái này xuống dưới trước kìa. Đủ chưa? Sợ để ngang qua nó gãy. Rồi, chị ha. Rồi, đóng băng keo lại. Cái này với 10 chai này. 14 kg rưỡi ha. Cái này nó hết mực quạt. 14.5. Còn cây, còn một cây chắc còn một cái. Chỉ cầm hai cây thôi rồi ta. Giục cây này. Giục đi. 14.5.
Thi Thi. Mình 80. Có dán ngang gì không chị? À, dán ngang thêm cũng được cho chắc. Gãy cành không nè, cái bọc này hơi nhỏ không, đang đổi bọc bự. Anh ơi kêu bổn ra về anh ơi. Chị kia dặn 20 kg nhưng mà chị hồi vậy. 2, 4, 6 của bé Phương. Đây còn cũng nhiều bưởi quá không bà cô chú các bạn ơi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Cái bự để dưới. Rồi cái mình cắt xuống ha. Rồi. Cắt xuống để nó bị lùn thùng thình. Chị tính là em bẻ xuống chứ. Em cắt đi xong ghi lại. Rồi xuống bữa xong rồi bây giờ ha, anh đang soạn đồ đi gửi về quê cho mẹ. Gửi về quê cho mẹ ăn Tết. Cái này là đồ đồng nè. Gửi cho mẹ nửa con dê. Thêm nửa bao đá bi cho nó chắc. Đây được cô tặng hai con gà nữa nè. Cô bằng sẵn cô gửi tặng. Con mua đá thêm. Dạ ông và cô chú các bạn ơi, thì hôm qua là Linh đi giao bưởi xong một chuyến rồi. Bây giờ còn có mấy trái à. Hôm qua Linh về chắc cũng 200 mấy, gần 300 ký á. Rồi thì Linh biếu cũng khoảng 20 mấy ký à. Còn lại là Linh giao khách hết luôn. Thì hôm qua là lên giao chuyến Sài Gòn, bữa nay thì lên giao Bình Dương, thì cũng còn có mấy trái nữa là hết rồi nè ông bà cô chú các bạn.
giờ Linh soạn để Linh đi giao. Hôm qua đóng hết thùng luôn rồi, tại vì hôm qua số lượng nhiều quá mà khách ở xa, Linh cũng gấp đi giao á nên là không có quay phim được. Bữa nay mới quay lại, hay trái bưởi mà chú thấy đẹp không? À, cành lá. Thì tại vì bưởi này là bưởi gọi là bưởi organic á, cũng không có xài phân thuốc nhiều nên hả là nhìn nó cũng cái da bên ngoài thì nó không có được xanh nhưng mà nó cũng có cành có lá. Giờ Linh đi giao cho khách thêm 6 trái nữa. 3 cặp. Sỏi nó gãy quá. Cái này sao thấy nó hơi lìa lìa ta. Mà để đổi trái khác không bà cô chú ơi. Cái trái này nó không được đẹp. Linh để nhà đi. Cái nào đẹp ưu tiên cho khách trước. Ở nhà Linh thì cũng trưng mấy trái rồi Linh gửi về quê cũng hơn chục trái rồi Linh đi giao. Bữa nay là 29-30 Tết rồi, mấy bữa nay là những cái ngày mà ha cận Tết nên là ai cũng có rất rất là nhiều việc không bà cô chú. Linh cũng vậy nữa, xong chuyến buổi này nữa là Linh mới được nghỉ Tết á. Trong đây thì còn mấy trái bưởi không cành, mấy trái bưởi này thì ha khách dặn rồi, Linh chừa riêng cho khách. Đây một trái, Linh sẽ đổi cái trái này. Vậy là cái số bưởi hôm nay mà Linh giao thì còn chỉ có nhiêu đây nên là hết rồi nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trái. Linh tặng cho khách thêm một trái đi. Rồi còn 5 trái. Nhưng mà cái này không có ai đặt thì Linh để nhà giao. Hôm qua thì Linh còn sót một đơn trên Sài Gòn 4 trái nữa. Cô dặn Linh mà Linh quên, là bữa nay đâu có chạy lên chảnh giao được đâu. Cô cũng dặn 4 trái bưởi ăn. Mà giờ lên tới chảnh thì sao quá. Nhiều khi hả lớn tuổi rồi cái não cá vàng của bà cô chú các bạn quên hoài à. Để Linh đổi cái trái bưởi này, trái bưởi này để nhà Linh trưng đi. Đem về lên cân. Cái trái hồi nãy cái cuốn nó hơi lật lìa nên là ha Linh đổi lại cho khách. Cái thao này là nửa ký, thì mình cân xong cái mình trừ bì lại nửa ký. Vậy cái này 7 ký 4 thì còn 6 ký 9. Cái này 5 ký 4 nữa là còn 4 ký 9. 4 ký 9 với 6 ký 9 là 4 ký, với 6 ký là 10 ký, 11 ký 8, đúng không bà cô chú các bạn? Linh thì hả thích buôn bán lắm nhưng mà tính toán dở lắm bà cô chú, có khi hay nhiều khi tính quên, tính lộn, tính sai. Ông bà cô chú các bạn nào mà mua hàng của Linh bị Linh tính sai thì cứ nói lại Linh nè. Nhiều khi Linh tính dư hoặc là tính thiếu ông bà cô chú, cái đó Linh không có cố tình, nhưng mà tại vì Linh hơi dốt á, tính nhỏng hay tính tầm bậy tầm bạ lắm. Rồi bây giờ Linh sẽ đi giao ha. Thì cuối năm mà Linh cũng chúc ông bà cô chú các bạn một năm thuận lợi bình an ha, công việc làm ăn phát đạt. Thì Linh cũng cảm ơn ông bà cô chú các bạn ủng hộ bánh hùng tôm, ủng hộ những cái sản phẩm Linh bán. Thì Linh cũng muốn mang tới những cái sản phẩm chất lượng cho ông bà cô chú các bạn thôi. Nhưng mà lỡ trong quá trình mà mình ăn á, nó có gặp vấn đề gì á thì mình cứ gọi điện cho Linh, mình báo Linh. Giống như bưởi này nè, nếu mà nó có hư có dập gì á thì chụp hình gửi Linh là Linh sẽ đền lại cho ông bà cô chú các bạn à. Tại vì nhiều khi ở vườn á, người ta hái cái nó rớt xuống á, nó sẽ dập bên trong, Linh cũng không có biết được nữa. Tại Linh cũng đâu có biết cái trái nào mà người ta làm rớt đâu, mình đâu có đi sao sát
từng người hái đâu mà cô chú các bạn. Nhưng mà đôi khi thì Linh cũng vẫn thấy có những trái bưởi mà người ta làm gớt á, nhưng mà lúc đó Linh cũng mua cho hết cho người ta hả. Rồi bây giờ á hả, Linh sẽ đi giao cái số bưởi này không bà cô chú các bạn. Em vẫn nằm bên này. Đâu cũng thấy không khí tấp ha, buôn bán tấp nập. Xin chào anh Nhận. Làm tới ngày mới nghỉ. Chúc mừng năm mới nha. Linh đi qua đây, anh gửi Linh đặt mấy trái bưởi cuối cùng. Có chừng cầm đàng hoàng, có chừng gãy cuốn nha. Cái gì vậy? Tặng cho mấy trái vú sữa hoàng kim với một trái gụm cành. Đó khuyến mãi. Đi vô. Để mở cửa ra. Đây tiệm tóc salon Phú Nhuận. Bé em á hả? Ai vậy? Phú An. À con em bữa nay nó lớn vậy hả? Bữa nay em bự hơn Nhận luôn rồi. Hả? Hết rồi chưa? Hết rồi đó. Còn mấy trái à? Nghỉ chưa? Nghỉ Tết chưa? Năm nay làm đỡ không? Đỡ, người đỡ. Năm nay vậy là thấy thấp hơn mọi năm rồi. Về quê hết rồi hả? Phúc Hải đâu về quê hết rồi hả? Thấy mấy bữa trước đông quá mà. Ủa Tám đâu? Tám ở trong nhà hả? từ nhà vô đây gần không? 5-7 phút. Cũng gần ha. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì Linh mới đi giao bưởi về tới ông bà cô chú các bạn. Nãy giờ mua ở nhà rồi gửi Út Xu với bà nội. Thì hả cũng rất là vui là được ông bà cô chú các bạn ủng hộ hết cái số bưởi của Linh ha. Thì cũng còn có mấy trái bưởi dạt á, tại mình mua bưởi cành xong mà vận chuyển nhiều khi nó bị gãy á, nên là cái đó là Linh bán bưởi ăn. Thì cũng còn mấy trái chắc là Linh cũng để nhà ăn luôn bà cô chú. Chứ mà hả nhiều khi Linh nhiều việc quá cái Linh quên, cũng có sót đơn một số ông bà cô chú ở xa á, thì giờ Linh không có giao được, ông bà cô chú các bạn cũng thông cảm cho Linh ha. Thì cũng có một số khách á, dặn rồi cũng hồi lại nữa ông bà cô chú. Thì hả tại vì ha do cuối năm thì cũng bận rộn rất là nhiều, Linh vừa bán bánh phồng xong rồi bán xong đợt bưởi, thì bữa nay là nhà Linh mới chính thức nghỉ Tết đó. Quay qua là bây giờ hả vô mình chuẩn bị để đón Tết ông bà cô chú các bạn. Thì năm mới Tết đến thì Linh chúc ông bà cô chú các bạn dạo sức khỏe ha, luôn thành công trong công việc. Rồi bé mua ạ đi con chúc ông bà cô chú mạnh khỏe đi. À nãy giờ ha gửi đi bỏ nhà nên là về mới về hơi buồn. Thì hả Linh cũng cảm ơn một năm qua ông bà cô chú các bạn mình luôn ủng hộ những cái sản phẩm của Linh ha. Nhưng mà do nhiều khi Linh cũng quên hoặc là hả sai sót trong quá trình vận chuyển hay là gì đó thì Linh cũng có quên thiếu sót, thì ông bà cô chú các bạn mình cũng thông cảm bỏ qua cho Linh ha. Tại vì ha Linh vừa mất con nhỏ mà cũng làm rất là nhiều việc nên nhiều khi đầu óc cũng không có nhớ được nữa. Thì hả gọi thêm một số bạn á thì chê Linh già Linh xấu thì cũng thông cảm cho Linh, tại vì hả Linh cũng vừa mất con nhỏ rồi ha, vừa làm việc á thì năm mới Tết đến thì mình hoan hỷ, mình thấy Linh có xấu quá thì mình cũng bỏ qua chứ mình đừng có vô chê Linh vậy cũng tội nghiệp. Thì chủ yếu là bây giờ hả Linh lo cho bé Moon hay lo cho cuộc sống nên là hả cũng nhiều thứ lo toan lắm ông bà cô chú các bạn. Thì bây giờ Linh xin phép là sẽ kết thúc cái video tại đây, hẹn gặp lại ông bà cô chú ở những cái video tiếp theo nha. Bye bye ông bà cô chú các bạn, bye bye đi, bye. Ờ, bữa nay biết nói rồi đó. Miệng líu lo suốt ngày. À kiếm ai vậy? Kiếm ai à đi à, giỏi quá.